lâu dài bà uống luôn 11 không á. Dạ. Ờ mà dạ. Bà uống 11 không á, uống hồi đó thì uống 11 không mà rau có nào uống 11 phải nó không. Cốc nghiện gì? Hả? Bà cốc nghiện gì? Hả? Bà cốc nghiện gì? Là nghiện cà phê á. Hả? Cốc vậy nè. Nghiện cà phê. Bữa nào uống cho hả? Bữa nào uống hết á. Dạ, uống chưa? Bữa nào. Dạ. Lớn chưa? Hả? Ăn cơm chưa? Bạn phải ăn đường rang lên bún đâu ăn bún đâu. Ha bữa nay không ăn hủ tiếu bữa nay không bữa nay đổi món rồi rang bún ăn nhiều không hả ăn nhiều không ăn chén à chén hả chỗ khen nó cũng thiếu rồi ăn đói con đói ha lúc nào cũng phải đói bữa nay cũng là trời nắng hút quá ra cả nhà âm bà cụ nha nắng rực rỡ luôn nhà đường thì vô nhà bà cụ đường thì vô nhà bà cụ cả nhà cụ khỏe không nha tốt trời đẹp trời chó sủa. Dạ, lời đầu tiên thì chính luôn mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Ngày hôm nay chính đến thăm bà cụ nè cả nhà. Mời cả nhà theo chương trình coi sức khỏe như thế nào nha cả nhà. Bà cốc ơi. Dạ. Ông đang ngồi nè. Ồ. Cây cối. Bữa nay cái này không cà phê cho cốc cà phê nữa hả? Cốc uống hết chưa nguyên của em cái này là ba bọc vậy trộn lại luôn á ta nói trộn mới ngon con nhiều em bữa hổm mua con thứ à hả bữa hổm mua con thứ bữa nay mua ba thứ trộn lại cho cốc cà phê hả dạ trộn một hộp trộn ra một hộp đầy luôn á hả dạ phần nửa thôi em dưới phần nửa uống đi thôi con ở dưới có uống luôn bà uống mà bà ít uống lắm kệ đi cho bà uống đi mày mua nguyên hộp chứ kìa dạ chắc con mua ba thứ trộn lại á hả dạ bà mua nguyên gói gói ra nó uống ngon nè gói gói chị uống rồi con cũng uống cái trộn pha nước con kia là đổ vô cái nồi vậy luôn đây ngồi đây đi mần cỏ mới vô hả nữa có mần cỏ không nước không mặn gì nước gì mà nước đông mà nó lên quá trời mấy gì cái lỗ nè dạ vô rồi ngồi ghế hả dạ. Xuống ghế ngồi hả không xuống ghế ngồi làm gì rồi ngồi cái ghế gì à? Ngồi cái chèn vậy đó hả trời rồi đi được không? Cốc đi được, cốc đi được không? Đâu chống gậy đi coi. Chống gậy đi coi. Cốc đứng dậy đi coi. Đứng dậy đi vậy? Thử coi, nó nói không? Thử sức mình coi. Không à. Thôi coi, ngồi rồi không? Ngồi. Đi rồi, cái nào đi chứ đứng. Đứng giờ cho tiêm một để dành uống. Tiêm một lần không cho đến lại rồi uống trời ơi coi luôn cái mừng. À, một tháng luôn á rồi mỗi lần cho mạnh khỏe đó, uống bữa chỉ cũng chọn bán giờ yếu quá bán rồi. Không à ba thứ trộn lại nó mới ngon hả ba thứ trộn lại nó mới ngon mỗi lần cái hộp thì mỗi lần clip cũng cho cái hộp thiết mà dạ thứ năm mấy chục lần chứ mà ít lâu thứ ba mấy chục dạ mấy chục ngàn rồi đó ôi mấy chục ngàn gì có mấy ngàn hả đúng rồi clip rồi anh cho hộp mày mua mà mua gói á có mấy ngàn à rồi cho mua hộp mà mắc lắm dạ mua hộp thì nó pha còn mua gói khỏi pha dạ đúng rồi cũng cho rau mà rau biểu vậy đó dạ cho này bắt pha ra nước mắc có còn pha kia mình là ghế nước uống dạ cái có mỗi lần thôi mà clip cho
rồi lương cho. Dạ. Ừ, rồi mình coi mình ta trứ ai cho đó. Cũng cho nguyên mà. Dạ. Ra dặn đến cho thì mình dặn chứ giờ. Cho tao phải dặn. Cho mình dặn. Cho gói á, dạ. Để uống cho hộp đi. Trong mắt pha rồi, mở cái đầu tỉnh khỏe lắm kìa. Dạ. Bây giờ yếu quá rồi con ơi. Có cô Út lo. Có cô. Vậy đi vậy chứ yếu hơn mỗi năm đi lắm. Có cô Út lo. Trời ơi. Lo cho bằng mình, lo cho mình. Chê hàng, chê hàng. Phụ mình, bạc, phụ bạc ha. Mình phải lo cho mình về tự lực. Ở mà bắt lo cho mình là hả? Tụi mày nè, không có cáo mà nè, tôi đừng ham. Trời bây giờ đâu biết. Nói đâu. Nói cho con cháu còn khỏe lắm đó. Đi đâu có lâu lắm, đi gắt là đeo mình đi. Kêu đi sớm. Nãy giờ có đứa cháu ngoại đâu. Kêu đó có mà gì là chưa có nữa kìa. Bà có đứa cháu mà được. Ở vậy. Mấy người kia có vui vậy. Rất là vui con, có đứa. Không bằng lưng hết đâu. Kêu kìa, rồi cháu đâu mà có. Đúng rồi. Dạ. Cao dữ, cao lực, đứa mà đâu có đâu. Vậy vậy. Có ông chàng, có đứa đi học, còn đâu nữa mà đâu. Mỗi lần thì con có thằng ấy chứ. Dạ. Cái anh Triệu cái anh. Dạ. Con người con các cháu ngoại có mà ấy đó mà thằng gì đó, thằng Vũ. Ừ. Bữa nọ 5 giờ vậy đó nha. Rớt dạ. Ra 5 giờ là nấu ấm lướt lắm. Dạ. Đạt hả? Thằng Vũ. Mấy năm đó con. Dạ. Vũ chứ Đạt phải không? Ừ. Bây giờ nó đi mặn rồi. Dạ. Nó đi mặn rồi. Ờ, đi mặn rồi. Ừ. Cái thằng đó hả? Lên cái ha, lên sớm bé lèo bé củi ra, chắc đóng. Hiền khô không đó, hiền khô hả? Ừ, yeah. Hiền hàng, mà nói chuyện dễ cưng lắm. Dạ. Yeah. Bà nội nó đốt đây xuống rửa nó khóc bà, ok lên ruột. Ông nội lên cho cây kìa, khỏi khóc bà, khóc hụ. Lỡ rồi khóc đi, lên bà cho cây kìa, đỡ mà nào không được hết. Yeah. Rất mà thiếu người cho cây. Yeah. Ờ, bà kỹ đó, muốn cây nào cũng được cho cây. Dạ. Đi xe, đi bộ. Cái cây ngay cỡ nữa là ngay cái cỡ đầu hè cỡ cỡ bạch ra bắt bán ra mấy lốn buôn nhỏ có cây mình được. Yeah. Nó khóc thôi lên bà còn lo một nước tao là cần khóc vậy lên 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 bạch cho cây kia cho không cho lọt được muốn cho lọt cho luôn lấy đó cho mấy cây luôn hả? Ờ cho cây luôn á. Bây giờ đi nào muốn cho cây đó. Dạ. Thế sao ông ăn bẻ có bà có bẻ dắt lên làm ăn thiệt mình cho cây chứ mình cho đất cho ông vợ. Dạ dạ đúng rồi. Mày, tụi bay cũng vậy nói thì dạ đi có bạn bè hả anh em thì không có thì cứ cứ lên đường bà có thì cứ hái cho ra ăn. Dạ. Chứ có gì đâu mà phải đừng có nói bán nó cái gì cũng bán bỏ tiền cứ kè đi đâu người bà bỏ kè túi không có người bạn không yeah. Có người cháu yeah. Con thấy trên đời như vậy đó không phải đâu cứ thả cửa cho nó ăn không bao giờ nó phá đâu. Dạ. Yeah. Tao không có người đâu sợ nó phá có là cứ bẻ ăn rồi mà muốn cho bạn bè bẻ ký cho bạn bè hãy chào bà truyền bố. Dạ. Bà truyền bố con mình ra cứ dắt bạn bè về bẻ đi đứa kia nó đâu có bẻ nhiều đâu. Dạ đủ ăn thôi ăn vài ký rồi thôi bẻ đủ ăn. Ờ đợi giường mình đi giường ông bà của bạn mình mà mình khéo quá đâu có được con. Dạ phải không? Dạ mình phải thương nó mới thương mình. Đúng rồi bà nói thiệt mấy đứa bạn con Thảo ơi bạn rất được. Nó phải biết nói ra gì à, cứ đốc bẻ này đốc bẻ kia. Cái con đừng lấy ra vườn quá phá, không sợ đâu. Yeah. Bà đâu có sợ cái đó đâu. Còn mấy... mấy người bạn của bà nó muốn cái gì khác, mùa nào ăn lấy. Ví dụ làm ruột mà nhãn thì không biết, nhãn thắt mới có trái. Dạ. Ông hai ấy là hai vợ hai gì bây giờ đi hết lỗi là ấy chừng khắc nó đưa khắc cho bà hai đen đó hai đen đó trời chồng thứ quỷ là ai biết khắc đâu lấy đừng khắc lên khắc hai đen hả
hay đen á. Không biết hay đen đi hết nổi. Lộn lên chồng nhãn quá đó. Ông uống rượu với ông đi hết nổi luôn. Ông hay đen mà đó là cái nắp trên này nè. Dạ. Giờ bây giờ là mà tám tỷ bà cũng biết. Dạ. 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 Mở nói là nói hai đen trên này là bán nhãn nha, bán nhãn cây á. Ừ. Qua xe. Đi đò đó, có trái đâu con về con mua túi đó. Cái ghế rồi. Túi dạ. Ngồi. Ngồi như bà cóc vậy đó hả? Hả? Ngồi như bà cóc vậy đó hả? Hả? Ngồi như bà cóc vậy ha. Ừ. Ngồi biển luôn mẹ. Con còn trẻ không? Con đứng đi. Không, tao nói thiệt không còn, thương tụi bay lắm á. Ông thơ một đơn, cho nó hết. Dạ. Một đơn á, chở ông hút thuốc kè kè luôn á. Yeah. Ông rét cái nữa đó. Dạ. Trời ơi. Bởi ông thương đường lắm nha. Yeah. Ông thương lắm. Ông leo hả? Sao mà ông ôm theo cái đường? Cái thang bật ra cái ông. Trời đất ơi, ôm cái đường luôn. Rồi để... Bỏ cái thang luôn, ôm cái đường. Cái thang bật ra đi. Ừ. Lương lên gặp. Phải để theo cái thang rồi tiếp rồi. Đờ, cái thang. À, nhờ ôm cái dừa lúc ra cũng nhà mà biển sáng là phơi rồi ở đây ngồi cho nó có quạt nó mát mát vậy có quạt vậy có quạt đó hả lời đó do nó có quạt lời đó ngồi cho nó có quạt á quạt gió đồ ngồi đây cũng được mà mày đi lên mày mày lính mày làm vậy đứng nói chuyện mà đứng trời ơi tao nói thiệt rồi tụi mày nghe nó thiệt ông còn lỗ với ba mày còn tao khỏe dữ lắm rất là khỏe à. Giờ cũng khỏe vậy chứ mệt gì đâu trời cái gì cũng cái biết qua rồi tứ cũng cỏ xong phải hỏi mưa trời nhờ hai người quá trời là... mưa đâu hôm qua nó mưa lễ lộc hôm qua nó mưa khủng luôn á tiền bạc ha dạ. Ba mày với ông hai hùng lỗ nha mà chắc nó cũng thấm rồi hả con thấm hai giờ rưỡi thám luôn nha. Mấy người mình nhờ được. Ừ. Hôm về là dạ. Cả nước xa vừa tưới đó rồi tới xong rồi xong. Thám. 2 giờ rưỡi ông mới mưa. Dạ dạ. Thám nha. Thám. Hy vọng là thám. Nó tiếng mấy rồi thám rồi. Bây giờ con thấy như bắt cò, thấy gì đâu con. Dạ. Đó là con tâm với mấy người già đâu con ơi. Dạ. Ra mày á. Lo con không xong. Rồi á. Với ông bảy, ông bảy nữa dạ ờ làm mấy chú láo quay ra ngồi đó giờ ấy với lại đang ngồi chú có quạt nè cho má nó ngồi chơi nó ngồi nói chuyện thì lên nó thăm bà đi nhưng bà bắt nó đứng bà ngồi ngồi đây đi lắm mất công công vậy ra đây công tắc này cho lại đây ngồi chứ nó có quạt mát nó không nắng nữa đây đi rồi đây 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 dép 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 thử rồi tại mấy cái đi về trước má đi lại đây nè cho nó có quạt rồi cho nó ngồi chơi mày cứ đi mày đi hay đi cũng được con đi lần lần đúng rồi đi cho nó đi dặn tiền tiền nha đi cho nó ngồi sự mà ngồi chỗ biết từ nó mắc cúm á không phải đâu chứ là già đi đâu đi đâu phải đi mới được đi mới được đi ngồi đi ngồi về nói chuyện là mình gặp ai quen mình hỏi rồi sao mới biết mình dạ yeah. Không ai thì không ai rồi tìm nói nghe nha giờ phải nó ơi đi qua lại nó ơi bé nè ngồi đây nè dạ yeah. Cho nó mát ờ giờ phải nha nó cũng qua lại rồi lúc mà không thấy nó đi có lâu lâu chị đi hả lâu lâu chị mới qua chị qua thăm chị Chanh rồi mấy cái tiện gái thôi mà luôn chứ miếng lá quà của nó dạ giống cho hả ăn cơm chưa bán ăn đường trang lên bún đâu ăn bún ha bữa nay không ăn hủ tiếu bữa nay không bữa nay đổi món rồi dạ lên bún ăn nhiều không hả ăn nhiều không ăn chén à chén hả ừ chỗ khen nó cũng thiếu rồi ăn dạ, dạ. Đói con dạ đói ha lúc nào cũng phải đói rồi. Cứ một cái cây muốn cái gì lên bẻ ăn chứ ta không có ai bẻ cho bởi vì không có người tới lui hỏi là hỏi đó ba gì đó dạ mới to ba gì à, ba năng á ba năng tử tế dạ
cái gì cũng lên cục lư. Mình bây giờ mình ba là sống coi như một số một. Số một. Bà cho đó chứ nhỏ hơn 12, 13 tuổi á. Dạ. Không phải đâu. Còn như chết thì chưa. Dạ. Con thấy chết từ dưới lên đây. Dạ rồi. Bà hai đó. Bà hai bự nha, bà ngon lành ha. Dạ. Bà chết theo. Bà hai bự. Ừ. Ở lời dạ. Lời biết thương người. Dạ. Bà bảo phải khiến người bà chết theo. Bây giờ ông đi nhậu không? Con không có biết nữa. Nghe nói ông cũng nằm dữ. Dạ. Nó cũng còn ăn được mà không biết đi nổi không á. Mà còn ăn được. Còn ăn được ha. Dạ. Mà lại đi không được. Dạ. Mỗi lần nghiêm chết đó dạ. Thì bà có đi. Dạ. Thế thằng cháu cóc bữa nào cũng xuống ngủ dưới. Xui rủi gì mà. Dạ. Có mình thằng Nghiêm mà chết với dạ. Ba. Thằng cháu bà Thí đó cô. Hả? Thằng cháu bữa nào nó cũng xuống ngủ dưới nhà ông Tư á. Ờ, ông giờ là có cô Thủy ở đó luôn mà. Nhưng mà nó xuống nó ngủ dùm chân ấy, không biết. Dạ. Ê, anh Trà, thằng Tài, cộng lễ còn dạy học không? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Dạ. Khải mấy đứa rồi? Hai đứa. Hai hả? Dạ. Hai đứa trai không hả? Đứa. Thằng Khải nó cũng hơn 7 lắm. Dạ. Lúc nào vừa vô nó cũng mua cái này kia cho ông trà. Ở đó ông uống trà. Dạ. Ông 7 lắm. Chú ruột thứ mấy? Thì có thứ tư đó, có hai anh em. À, ủa vậy hả? Chú yeah. Có hai anh em hả? Dạ. Yeah. Lan nè, ba mày nè, ông Bảy là bà con đó. Dạ. Yeah. Nguyên Lạc á nha. Dạ. Là ba con gà còn gần lắm đó, chứ không phải xa đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Ở lắm hai đi luôn. Đi luôn. Phải đi theo. À. Dạ. Có đứa con là không biết ạ. Có. Có hả? Có. Trời ông bán chỗ đó không đi. Dạ. Trời ơi. Dạ.